Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em tiếp tục về được những cái mẫu vang giá rẻ. Đấy, giá rẻ thôi nhưng mà chất âm thì không hề tệ chút nào cả, mà thậm chí nó chất âm nó rất là hay trong cái tầm giá các bác nhé. Đây là một mẫu vang đến từ thương hiệu B3 các bác nhé. B3 có mã model là B3 cộng. Đấy, B3 cộng. Và các bác có thể thấy rằng là với cái sản phẩm này thì các bác thấy rằng là nó thiết kế theo cái kiểu là truyền thống đúng không ạ? Đấy, cái cách thiết kế này thì giúp cho anh em nào mà không biết chỉnh thì cũng sẽ biết chỉnh. Đấy, bởi vì nó thiết kế theo kiểu chỉnh rất là dễ chỉnh ở trên cái dòng vang này. Các bác nhá. Đấy. Và ở đây thì em xin nói qua với anh em một số điều về cái sản phẩm này. Đấy, về làm sao mà chúng ta khi mà các bác mua về thì các bác có thể là sử dụng được luôn, chỉnh được luôn. Đấy. Đầu tiên khi chúng ta nhìn vào mặt trước này thì chúng ta sẽ nhìn ở bên phải màn hình trước bác nhé. Nhìn nhìn từ bên phải trước thì chúng ta sẽ thấy là đây là sẽ có là music này. Đấy. Music. Đây là mic này. Đấy đúng không ạ? Mic volume và music volume. Ở đây chính là to nhỏ của nhạc này. To nhỏ của mic này. Đấy. Và trong hai cái volume này nó đều có một cái giải đèn led bên trong. Nó có một giải đèn led bên trong nhá. Đấy, giúp cho các bác anh em để khi mà để trong cái con vang này trong cái khu vực tối thiếu ánh sáng thì cái đèn led này sẽ có tác dụng là nó sẽ phát sáng lên để các bác có thể dễ dàng là điều chỉnh mức âm lượng đấy, làm sao cho nó phù hợp không bị quá tay thôi nha. Đấy, đấy là hai cái nút to nhỏ. Thế còn về bên phần music đây đấy, sẽ chia ra nhé các bác nhé. Đây chúng ta sẽ chia ra là music này đấy, rồi mic này đấy, rồi bên này là echo đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nói về cái phần nhạc trước. Nhạc ở đây thì chúng ta sẽ các bạn nhìn này, tất cả chúng ta sẽ phải chỉnh bằng cái tô vít hai cạnh nó nhé. Phần nhạc chúng ta sẽ có bass, chung và chép. Đấy, anh em muốn tăng hay giảm bass, chung, chép thì các bác có thể vặn. Đấy, vặn theo kim đồng hồ thì là sẽ là tăng, còn ngược theo chiều kim đồng hồ nó sẽ là giảm. Đó. Rồi bên này chúng ta sẽ có là ba năng, ở đây nó sẽ là cân bằng cho hai loa R, chính là loa trái loa phải các bác nhé, đây là cân bằng loa. Đấy. Rồi bên phần mic thì cũng tương tự như vậy. Đấy, phần mic ở đây chúng ta sẽ có mic tông này. Thì có sẽ là có bass, chung, chép của mic. Ví dụ như mà anh em thấy cái tiếng mic, cái tiếng bass nó không được dày dặn thì các bác có thể tăng. Đấy, hoặc là chép nó chưa được sáng thì các bác có thể tăng. Hoặc là sáng quá gây rú rít thì các bác có thể giảm. Đó. Thì đây chính là phần chỉnh mic các bác nha. Anh em lưu ý cho em, đã chỉnh rất là dễ thôi. Đấy. Rồi ở khu vực này thì chúng ta sẽ có aux 1 2 thì ở đây các bác nhìn ở trên này. Nó là aux 1 là optical, aux 2 là optical. Thì ở đây là chúng ta sẽ có hai chế độ, một là chúng ta sẽ chạy là cổng quang, hai là chúng ta sẽ chạy analog là hoa sen. Đấy, digital và analog các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể là điều chỉnh ở đây, các bác kết nối cổng quang các bác tích vào, các bác kết nối hoa sen thì các bác cũng nhả nó ra. Đấy, đấy cái nút này để chúng ta cắm cái tín hiệu đầu vào. Nhiều anh em mua không biết đấy, các bác kết nối nó bảo là sao nó lại không lên tiếng, không lên tiếng là vì là các bác chưa chuyển đổi cái chế độ đầu vào ở đây. Đấy thì nó sẽ không lên tiếng được, khi mà các bác chuyển đúng rồi thì nó sẽ ra tiếng bình thường thôi nha. Đó thì đó là về cái phần đầu vào. Và bên này thì chúng ta sẽ có echo này. Đấy. Bên này chúng ta sẽ có echo. Echo chúng ta sẽ có delay này, repeat, delay và repeat của echo nhé, tức là cái chỗ lặp lại đấy, vang vọng nữa các bác. Rồi chúng ta cũng có chỉnh thêm bass, chung, chép của echo luôn. Có chỉnh bass chung chép của echo luôn đó. Và đây thì chúng ta sẽ có to nhỏ của echo. Đấy, to nhỏ của echo các bác nhé. Đó. Và mặt trước con này thì nó sẽ có ba đường mic. Đấy, mặt trước sẽ có ba đường mic, đường 1, đường 2, đường 3. Và mỗi một đường mic thì nó đều có một nút vặn này. Đấy, cái nút vặn này nó chính là cái nút vặn mà để các bác có thể là khống chế cái tiếng mic, tức là làm sao ví dụ các bác để hướng mic 1 này, các bác để hướng 9 giờ đúng không? Đấy, 9 giờ thì khi mà ai đó vặn quá tay lên hết cỡ thế này thì nó cũng không bị hú rít mạnh quá, nó sẽ không làm cháy loa các bác nhé. Đấy, nếu như mà các bác mà chỉ cần tăng lên thế này thôi thì khi mà chúng các bác vặn to hết cỡ này thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, rất là dễ cháy loa vì là cái tiếng mic bị nó quá lớn. Đó, nên là các bác sẽ phải điều chỉnh ở đây. Đấy, các bác khóa cái tiếng mic cho em. Đấy, vặn hết cỡ thì nó cũng chỉ lên được cái volume mức này thôi. Đấy, các bác nhé. Cái con này rất là dễ dùng. Thì đấy là toàn thể mặt trước hay mặt sau đây các bác. Em quay mặt sau cho anh em xem này. Mặt sau thì chúng ta sẽ có đường vào, em sẽ nói đường vào trước nhé.
Đường vào đây là có hoa sen này. Đấy, đây là có cổng cổng đồng trục này. Rồi đây là cổng quang này. Và đây là cũng có khống chế cái tiếng nhạc và cái tiếng mic. Đấy, khống chế cả tiếng nhạc lẫn tiếng mic các bác nhá. Đấy, còn đây là mic 45. Đằng sau tổng con này nó có 5 đường mic các bác ạ, 5 đường mic. Đấy, power ở đây các bác kích hoạt cái nút power này là chính là kích hoạt cái đường cổng quang nhá. Đấy, kích hoạt cái đường cổng quang ở đây. Đường hoa là đường đồng trục hoặc đường cổng quang thì các bác sẽ tích vào nút power này. Đó. Đấy là đường vào. Thế có đường ra ở đây thì chúng ta sẽ có 4 đường ra. 4 ra là loa trái phải này, nep right này. Đây là dành cho loa này. À, đây là loa center này. Loa nời anh em nhé. Đấy. À, và đây nữa là đường súp siêu trầm. Đường súp siêu trầm này thì chúng ta có 3 đường chỉnh súp. Đấy, một là sắp cắt. Đấy, sắp cắt nhá. Đây là to nhỏ. Còn đây là cắt giải thấp. Đấy, chúng ta sẽ có 3 đường cắt này. Đấy, chúng các bác chỉnh súp thì nó hơi phức tạp một chút thôi. Đấy, chỉnh súp thì nó hơi phức tạp một chút, làm sao chúng ta cắt cho cái tiếng nó ra nó sâu, nó y lực và nó không được nọt nở. Đấy, thì chúng ta sẽ cắt ở trên này. Đó. Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ có bộ phận như là cái đường center này, nó sẽ có là to nhỏ của kênh center nhé, center gain này. Đây chính là to nhỏ làm sao để các bác lấy nó cân thì cái âm thanh của kênh center này nó cân với lại cả âm thanh của kênh nắp loa. Đấy, dưới đây chúng ta có trùng hú ở phía sau luôn nhé anh em nhé. Đấy, có trùng hú luôn. Đấy, và ở dưới này thì chúng ta cái kênh center này nó sẽ có mic và music. Nó có mic và music. Nếu như anh em muốn nghe tiếng mic thì các bác nhả nó ra, các bác nhìn cái khớp ở đây à, nó nhả nó ra. Còn nếu anh em mà muốn nghe tiếng nhạc thì các bác tích nó vào thì nó sẽ ra tiếng nhạc. Đó, nó rất là dễ dùng. Và con này là chạy điện 220, chạy điện 220, và đây là công tắc tắt mở của nó phía sau. Đấy, dễ dùng lắm các bác. Anh em sẽ kết nối cho anh em nhé, kết nối để các bác và anh em nghe qua cái tiếng mic cũng như là cái tiếng nhạc của nó. Em sẽ kết nối cho các bác cùng nghe này. Con này chỉnh rất là dễ chỉnh. Đấy, còn anh em nào mà mua về mà chưa biết chỉnh thì các bác có thể xem lại video này. Đấy, các bác chỉ cần thuộc mấy cái đơn giản như vậy là các bác có thể là chỉnh được rồi nhé. Đấy, em sẽ kết nối luôn cho các bác và anh em nghe thử luôn chất âm, để mà tiếng nó có hay hay là không hay, để test tiếng mic cho anh em nhé. Test tiếng mic, con này tiếng nó hay lắm. Chiếc quang đã lên rồi các bác này. Đấy, đẹp nét, rất là đẹp luôn ạ. Đây này, sẽ bật. Đấy, bật mềm lên nha. Để test tiếng mic cho anh em nghe. Đi, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Đấy, các bác thấy intro nó tuyệt vời không? Intro này nó rất là dễ hát luôn. Đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đi, tiếng nhạc tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chắc tiếng các bác. Đến một ngày các bác có thể thấy cái tiếng nó trách nịch luôn đúng không? Tiếng cực kỳ chắc tiếng và sạch tiếng ấy. Và cái tầm giá nó chỉ có 1,2 triệu thôi các bác. 1,2 triệu bao ship cho anh em luôn. Đó, thì với cái giá thành này thì chất âm như này thì các bác không thể đòi hỏi được thêm nữa. Nó quá hay rồi. Đấy, nó quá hay rồi các bác. Chất âm echo rất là quẹn, mic rõ ràng, tiếng nhạc sạch. Đấy, em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ để được tư vấn hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.